cái điều kiện thì anh nhìn vô cái lá cái sao để anh nhận được. Khổ ghê nghe. Nhưng mà anh phải nhìn vô cái kiểu chứ. Như bây giờ ví dụ như đây em biết là nó điều kiện rồi đó. Nhưng mà bây giờ nhìn sao để nói nó điều kiện này. Chuyên gia nhìn sao biết được cái lá này là lá nhung chuyên gia? Nó ông rồi đó, có lá nhung nó to hơn nè, nó mỏng hơn. Lá nhung nó to mỏng hơn à? Còn thằng điều cái nó nhỏ hơn mà nó dài Nó thấy chưa? Thằng điều nhỏ hơn mà nó dài. Đó. Cái này là to, nó to hơn này đúng không? Ừ. To nó mỏng. Bức thằng này nó đỏ. Nó mỏng ngang. Nó thằng này. Cái thằng đó đậm hơn. À, thằng cái đỏ nhưng mà lợi hơn này. Thằng này đỏ nhưng mà lợi hơn. Đó thấy chưa? Rồi thấy. Nhưng mà lá nó dài hơn. Dài hơn mà nhỏ hơn. Rồi, mỏng hơn mà to hơn nó. Em cầm nó nói em thấy rồi, thấy rồi. Rồi ok. Vậy tay là cái lá nó giống như cái hình trái tim này. Đó. Đây, cái lá nó giống như hình trái tim. Thằng của đồng nè là cái lá là nó sần hơn chứ hả? Lá nó sần hơn. Rồi cái ngọn này anh chị có cái lông lông này đó. Ngoài cái vụ mà lá nó sần hơn rồi cái ngọn nó lông lông á chú, rồi còn có cái đặc điểm nào mà đi nhìn ra nó được nữa không? Trời thì nó có bóng. Cái này đúng là cái lá nhìn nó sần sần nhăn nhăn nè đó. Cho nên là đặc điểm mà nổi bật nhất của cái này là ở đây anh chị, đây nè, lá nó sần sần nhăn nhăn. Cây ngọn á anh chị sẽ thấy là nó có rất là nhiều lông nè. Đó. Anh nhìn làm sao mà anh biết nó là nhĩ đài? Nhìn vô cái lá nó như thế nào? Nó có gì đặc biệt không? Tại cái nó có đủ thứ mà có những cái màu xanh nó cũng có. Cái màu xanh, cái hình dạng lá cây thân là nó cũng có. Lá này không được thì mình nhìn lá trên này đúng không, chứ đâu phải mình nhìn dạng cây mình diễn tỏ này phân biệt nó khó lắm. Nhưng mà nhìn cái dạng cây mình nhìn qua mình phân biệt mình biết chứ mà. Dạ, mình diễn tỏ nó khác nhau, nó màu xanh thì nó xanh, nó màu xanh nó không xanh đậm bèn mát là kia thiệt. Ví dụ như cái lá này là nhọn hơn cái thằng tím nhung á anh, đúng không? Nhọn hơn nè, ở đây nó cũng nhọn hơn nè. Cái ngọn nó thân nó ló nó cũng màu trắng hơn, lá cũng màu trắng hơn. À, hình như là điều viền cái ngọn nó cũng có lông đúng không anh? Lông nhưng mà lông không bằng thằng cô đồng, lông ít hơn thằng cô đồng. Nhưng mà rõ ràng thằng cô đồng là cái lá nó bầu đúng không? Lá nó bầu nó sần sùi như cái bánh xèo. Còn cái thằng này thì nó nhọn này. Đặc điểm cái lá nó nhăn nhăn như cái bánh xèo này. Cái đặc điểm cô đồng lá nó hơi. Dạ, cái đặc điểm để mà nhận dạng cái thằng cô đồng là cái lá nó nhăn như cái bánh xèo. Lá nó không có trần, trần nó kìa. Dạ, anh này. Lá non này anh này, anh thấy không? Nó như cái bánh xèo vậy đó. Đó là bữa trước cái chú kia duy trì đó. Rồi cái lông của nó thì nhiều hơn. Cô đồng lông nhiều hơn á. Đúng rồi, lông nhiều hơn. Bây giờ nhìn sao mà ra trắng tím. Nhìn thì mình biết rồi đó, nhưng mà bây giờ làm sao mà thằng quý mà thằng nó lúc nào nó cũng bặm cay hơn mấy cái là khó hết. Nó thực dụng là cái thằng nó không có vượt mà mét nó ngán rồi, nhưng mà nó bặm cay lá già. Lá dày đúng không? Lá nó cũng nhàn nhiều, nó già lá mà lá nó không có nhiều khóc là khóc được. Cánh sen thì nếu như anh nhìn vô vậy cái lá nó trần lá nó bán nó lớn rồi cánh sen mà lá lớn nhất lớn đúng không? Nó lớn lớn. Ừ. Rồi gì nữa thì cái cưa nó không có răng cưa nổi, cái răng cưa nó trần mình nhánh răng cưa nó ít nhôm. Ờ, răng cưa có rồi nhưng mà nó không có tiền. Dạ. Cái răng cưa mà có bìa lá đó. Dạ, răng cưa đúng rồi.